Kính chào các bạn, hôm nay cũng mê ong lắm rồi các bạn ơi. Con này có hai cái tổ ong riêng biệt nha các bạn. Thì bây giờ hai tổ ong này thì nó cũng quân nó cũng khá khá. Đây một tổ nè, bên này một tổ này. Nhưng mà giờ mà có một cái thùng à, giờ chúng ta sẽ nhập hai tổ ong này vào một thùng. Nhưng mà làm sao đây? Đặc tính của con ong á, nếu như mà chúng ta mà không làm cho nó giống mùi nhau á thì vào nó sẽ cắn lộn, nó đánh dữ lắm các bạn. Hai con nó ôm nhau nó chích và nó dẫn đến hai con chết hết. Như vậy là mỗi con chúa nó sẽ tiết một cái mùi riêng để nó quản lý đàn quân của nó, nên là hai cái mùi của hai con chúa này nó khác nhau. Bây giờ chúng ta phải làm sao để cho nó giống để chúng ta bỏ vào trong một cái thùng. Mình giới thiệu các bạn, đây cái thùng đây các bạn. Cái thùng này là để là cho đàn ong này vào. Này trong này có những cầu, nhưng mà trước đây nó bay nhiều quá nên có một cái cầu viện, viện một cái cầu có tầng có nhọn sẵn để cho hai đàn ong nó vào, và cái tỷ lệ thành công nó sẽ tới là trên 90%. Hôm nay được một ông anh mách bảo á, thì bây giờ là lấy rượu xịt lên cho hai đàn ong này để cho nó giống cái mùi rượu. Trước đây mấy anh em bạn nhậu chúng ta thì bắt ong về ngâm rượu để uống, còn bây giờ là mình phải cho ong uống rượu rứt. Nói vậy thôi chứ chúng ta xịt sơ sơ thôi nha các bạn, xịt cho nó đủ ướt thôi, nó có cái mùi để cho khi hai đàn ong này nó giống nhau rồi thì nó trở thành một, và khi trở thành một rồi ấy, thì nó lại không đá nhau nữa. Như vậy thì bây giờ thì khoảng là hơn 5 giờ rồi các bạn, nhưng dự kiến thì khoảng 6 giờ mới nhập đàn. Trong buổi tối thì ong nó có đặc tính ong thì nhập đàn thành công hơn. Nếu chúng ta nhập buổi sáng hoặc là nhập buổi trưa hoặc là trời còn sớm thì ong dễ bốc bay. Khi ong nó bốc bay thì lỡ mà may nó lên lên cây cao su này luôn rồi thôi, không làm sao mà đem nó xuống được. Chính vì thế thì này chúng ta cũng lợi dụng là cái trời buổi tối. Khi nhập nó vào thì nó ở trong một đêm thì nó quen với là cái thùng rồi, tỷ lệ nó thành công nó cao hơn. Vậy các bạn nha, rồi về một tí nữa là chúng ta sẽ tiến hành là nhập hai đàn ong vào. Chào các bạn, bây giờ là khoảng 19 giờ rồi, là tiến hành nhập cái đàn ong. Như ta nói ban nãy á, là bây giờ là ta nhập bằng rượu, nhưng giờ ta hãy rượu các bạn nha. Rượu này thì chừng này là nó khoảng 1 xị nè, nhưng mà ta pha cho nó nhạt nhạt tí, ta đổ thêm ít nước nữa, rồi chúng ta rót vào cái bình để xịt. Này, pha thêm nước vô bạn, do thay vì nãy mình trộn trước này, mình thì mình không trộn, mình đổ thêm ít nước cho nó loãng ra. Được rồi. Vậy giới thiệu bạn là hai tổ ong lên này nè. Đây hai tổ ong này, bây giờ mình sẽ bắt chúa ra. Đây một tổ mình bắt chúa ra trước để mình cho chúa nó ngậm mật, rồi sau đó mình sẽ bỏ chúa vào thùng trước các bạn nha. Chào các bạn, bây giờ lấy chúa rồi, bây giờ mình thử cái bình này. Này xịt đây. Đây là cái bình pha rượu rồi các bạn này, phương rồi đó. Bây giờ trước tiên là mình con chúa mình sẽ cho nó ngậm ít mật ong trước đi. Nhà mình rót cái mật ong vào trong cái ly, mình nhúng vào cái lồng chứa chúa này để cho mật ong nó chảy vào trong cái lồng này, thì nó có tác dụng là con ong nó sẽ được trong thời gian ở trong lồng nó có cái mật nó nuôi các bạn nha. Đây là con thứ nhất nha. Đây là con ong chúa thứ hai. Rồi ta nhúng vào. Con thấy nó đầy chưa đây? Rồi như vậy là con ong chúa này nó sẽ no thôi. Chưa được, chưa vô trong, mặt chưa vô. Để coi thử cái lồng này mặt có vào trong chưa. Quay chưa? Đây các bạn, bây giờ đầu tiên là chúng ta có xịt rượu lên nha các bạn. Khi xịt rượu vào là đàn ong nó khu lại liền. Bây giờ là chúng ta sẽ thả chết. Thả chết các bạn nha.
nó ôm vào cái cầu cầu ống trong này. Cho nó ôm vào chúa này. Nghe mùi rượu không? Nước hai tròn thổ nước. Bơm thêm tí nữa các bạn. Rồi, tắt điện đấy các. Ngưng lại. Tiếp theo mở nón thứ hai nha các bạn. Nón thứ hai. Con cầm máy thôi. Nón thứ hai. Nón thứ hai các bạn này. Bây giờ tôi cũng tiếp tục xịt tiếp các bạn. Đây, là bỏ vào các bạn nha. Hút vào. Xương xương thay cho nó tí nữa cho nó. Rồi ập luôn các bạn nha. Rồi hết. Không còn. Rồi thế mình đậy nắp lại thôi. Rồi giờ đi sau tự bỏ thêm hai cầu các bạn. À, bây giờ để mình quay ba chi. Như vậy là đàn ông sẽ vào trong cái thùng hết rồi các bạn này. Vậy nhưng mà chúng ta là sẽ cho ong nó ăn tiếp theo các bạn. Chúng ta chuẩn bị trước phần giữa đường đi. Rồi xong, cảm ơn các bạn.